Bây giờ, bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất cứ có con hoặc người thân đi làm xa, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ. Quan điểm của em là cứ từ từ, chậm mà chắc, cứ đi đi. Nhưng mà giờ này sau nhà ai cũng đóng cửa kín mít thế. Gọi vào người ta chẳng nghe thấy. Em đang đi quay phim mà em nhỡ trời mưa quá. Chị có thể cho em ở nhiều một đêm, sáng ngày mai em đi sớm được không ạ? Không, ở đây không được đâu, không có chỗ ở. Dạ, có một mình con thôi. Lắm, chỗ thôi. Chỗ. Con ngủ ở, có lẽ là ấy, con ngủ ngoài này cũng được ạ. Tại vì đây không có chỗ ngủ rồi nè. Chỗ này không có chỗ ngủ. Dạ. Lầm lũi trong mưa thấy mà thương, lẽ nào vô phương không nơi ở. Không biết là ông với cả bà chị đang nhờ cho em ngủ nhiều một đêm được không ạ? Chị đang chơi cái truyền hình giờ, trò chơi gì mà lấy lắc cờ dữ không chị? Em vô đi nhét cái nhà vô ngủ với mấy đứa này. Chỉ có con thôi, con ngủ dưới đất không được. Ngủ cho mẹ với má hai. Dạ. Công việc chính của gia đình mình là gì ạ anh? Anh cảm ơn. Làm vườn, quán bộ hương. À, nhà mình có vườn ạ? Vườn có gần đây không anh? À, vườn nhà mình trồng gì ạ? À, cam ạ? Đông vui quá ha. Em nhìn này giống kiểu như là nhà em ngày xưa. Ở quê. À, ông bà ngoại em thì ở Hà Đông ạ. Em là người Hà Nội lần đầu tiên em về miền Tây đấy. Em hơi dốt cái vấn đề nghe giọng. Chị là... Em là người Thanh Hóa. À vậy à chị? À, Thanh Hóa. Em là người Thanh Hóa. À vậy là chị là người Thanh Hóa vào đây lấy chồng ở đây. À. Sao mà hai anh chị lại biết nhau hay vậy? Người Thanh Hóa và người ở miền Tây. Tại vì nó đi đăng cái số đó. Chị xà. Vì số kiểu là không mua vé số mua người thôi. Bạn đi đó là duyên nợ đã gắn kết chàng trai miền Tây cùng cô gái miền Trung xa xôi với nhau. Với anh Nam, chị Vân, việc gì cũng khởi đầu bằng chữ duyên, nên cứ sống vui, sống tốt với nhau, với mọi người là hạnh phúc.